lớp ta đặt bụng lên, kéo dài hai tay, kéo dài hai tay. Rồi bây giờ bắt đầu dùng lực của tay và đàn hồi đầu gối, chúng ta đưa các bụng ở trên phòng, thẳng chân ra nào, đưa về trước. Tựa trên vòng. Đấy, rồi.
5 4 3 2 1 từ từ gập chân, sau đó đặt hai chân lên vòng, đặt chân lên vòng rồi chắc đi, rồi chúng ta đưa tay lên đầu nào, thả lỏng vùng vai gáy. Thở một hơi nha.
Từ từ em
3 2 1 rồi. Co chân phải, chân trái lên, tay phải cầm bờ gan và chân. Tay phải cầm gan và chân nha, sai rồi. Tay phải cầm gan và chân. Tay này cầm đây, tay đặt tên lên. Thank you.